Buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đã bắt đầu. Quốc phát đầu tiên vào gia đình thầy Minh Tuệ. Xin chào quý vị khán giả. Ngay sau đây, chương trình xin được tóm tắt những điểm nổi bật trong buổi livestream của bà Phương Hằng. Đúng như lời hứa, vào lúc 3 giờ chiều ngày 3 tháng 11, bà Hằng đã xuất hiện và mở đầu với những tuyên bố gây chú ý, nhắm đến gia đình thầy Minh Tuệ. Mở đầu buổi livestream, bà Phương Hằng đã nhắm đến vấn đề mà bà gọi là cú đánh đầu tiên, việc vợ chồng anh Thình kêu gọi quyên góp từ thiện nhưng chưa thực hiện sao kê minh bạch. Bà Hằng nhấn mạnh rằng, theo Nghị định 93 của pháp luật Việt Nam, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện đều phải công khai sao kê đầy đủ, từ số tiền đã nhận được đến chi tiết các khoản chi ra. Bà yêu cầu gia đình thầy Minh Tuệ ai có nhận tiền quyên góp từ Phật tử phải công khai minh bạch. Bên cạnh đó, bà Phương Hằng còn bày tỏ quan điểm rằng việc thành lập công ty phát tâm thiện Định Tuệ là có mục đích rõ ràng, vì bất kỳ tổ chức nào muốn hoạt động đều cần nguồn kinh phí. Theo bà, toàn bộ câu chuyện về quá trình tu hành và khất thực của thầy Minh Tuệ được dàn dựng như một kịch bản có sẵn. Bà cho rằng đây là một thuyết âm mưu, với mục đích cuối cùng là kêu gọi sự quyên góp từ thiện từ công chúng. Kính thưa quý vị, nếu áp lực từ cộng đồng mạng tiếp tục gia tăng, rất có thể trong thời gian tới, vợ chồng anh Thình sẽ cần công khai sao kê minh bạch số tiền quyên góp từ thiện. Điều này hoàn toàn không khó khăn gì nếu toàn bộ số tiền đã được sử dụng đúng mục đích và không có bất kỳ hành vi gian dối nào. Trước đó, anh Thình cũng từng cam kết với bà con rằng sẽ sao kê minh bạch mọi khoản thu chi và bản thân anh sẽ không đụng vào một đồng nào trong số tiền đó. Tính đến thời điểm hiện tại, những thông tin bà Phương Hằng đưa ra chủ yếu là những thông tin có sẵn và đã được nhiều người biết đến, chưa có bất kỳ chứng cứ mới nào được công bố. Theo lời bà, thầy Minh Tuệ chẳng đóng góp gì cho đất nước cả. Những gì thầy làm chỉ phục vụ cho bản thân, không mang lại lợi ích chung. Vậy mà có người lại bên vực, tung hô thầy như một biểu tượng đáng tôn kính, bất chấp việc thầy không có đóng góp gì cụ thể cho cộng đồng hay quốc gia. Tự dưng đất nước mình mang tiếng đàn áp tôn giáo. Tín ngưỡng là quyền tự do của mỗi công dân, có quyền tự do tin hay không tin. Vậy tại sao lại dẫn dắt mọi người theo hiện tượng này? Và phía sau thầy Minh Tuệ là ai, tổ chức gì, sao lại tìm đến Đại Nam để kêu bà đi cứu? Bà cũng thách thức rằng, ai tìm ra được bà Diệt Tân, bà sẽ treo thưởng 500 triệu. Không dễ để vu khống người khác, đặc biệt là khi liên quan đến chính trị quốc gia. Bà không phải người thiếu hiểu biết đến mức đi vu khống vô căn cứ. Bà vừa ra tù, nhưng những lời bà ấy nói và xúi dục là có thật. Vậy nên quý vị cứ tìm thử xem, nếu đúng như bà ấy chỉ, cứ đưa bằng chứng cho công an, bà cho rằng thầy đi tu mà đốt cả căn cước, từ bỏ chính quyền, từ bỏ dân tộc. Vậy ai muốn theo thầy thì cứ đốt hết đi, bán nhà cửa, ôm nồi cơm điện mà theo cho trọn. Điều đầu tiên bà lên án là việc núp bóng tu hành để kêu gọi tiền từ thiện. Người Việt Nam mình thương ai là thương bất chấp, nhưng bà thẳng thắn nói, tiền từ thiện gom được bao nhiêu thì phải công khai minh bạch. Nghị định 93 đã quy định rõ, mọi tổ chức, cá nhân đứng ra quyên góp tiền từ thiện đều phải sao kê, minh bạch đầy đủ. Bà muốn mọi người phải hết sức bình tĩnh. Người tu đàng hoàng thì chúng ta ủng hộ, nhưng tu để phá hoại, kích động xuống đường, tập hợp đám đông, rồi kêu gọi tiền từ thiện và tạo cơ hội cho quốc tế can thiệp, để cuối cùng cả đất nước 90 triệu dân bị ảnh hưởng thì thật đáng lo ngại. Bà hiểu rõ nỗi đau này vì có rất nhiều người hiểu chuyện nhưng lại không đủ tiếng nói. Một người như thầy Minh Tuệ, với cái gọi là tâm của mình, tại sao lại thu hút được sự quan tâm của quốc tế, nhất là phía Thiên Chúa giáo? Có gì sai không? Thiên Chúa giáo trước nay đâu ca tụng Phật giáo, vậy tại sao lại tôn vinh, đưa lên tận mây xanh? Bây giờ nói về vụ kêu gọi tiền từ thiện này, đằng sau nó là cả một kịch bản. Người dân mình có niềm tin, tin một cách mù quáng, chỉ cần mỗi người ủng hộ vài trăm ngàn hay một triệu, với số lượng fan đông đảo như vậy, thì họ gom được bao nhiêu? Và số tiền đó dùng vào mục đích gì? Sao kê ra xem? Ai cho phép họ kêu gọi từ thiện mà không minh bạch? Vậy là qua mặt cả chính quyền, qua mặt cả nhân dân. Đây là điều bà nhắm tới đầu tiên. Ngay cả em ruột của thầy Minh Tuệ cũng đã lên tiếng,
công khai rằng ông ta có ý định thành lập một tôn giáo. Âm mưu của họ bắt đầu lộ ra với mục tiêu xây dựng một tịnh xá đồ sộ giữa những khu rừng mênh mông, một kế hoạch đầy vô lý. Bà hỏi rằng một công ty lớn như vậy chẳng lẽ không đủ tiền cho một bữa ăn cho thầy mà phải để thầy ra ngoài đường. Có vô lý không? Để hàng ngàn người đứng chờ, đón ông đi khất thực. Bà chia sẻ rằng bà livestream, rất nhiều người theo dõi nhưng tất cả chỉ xem ở nhà hoặc vào thẳng khu du lịch Đại Nam. Chưa bao giờ bà kêu gọi ai xuống đường, chưa từng có ý định nào chống lại tổ quốc hay quê hương mình. Bà tin rằng những người hiểu biết sẽ thấu hiểu được những gì bà nói, những gì bà làm. Khi bước vào câu chuyện này, bà đã biết mình đang đối mặt với con đường đầy nguy hiểm. Họ đã bỏ công sức xây dựng biết bao điều, nhưng nay bị bà đánh phá hết. Hậu quả thì bà gánh, nhưng quyền lợi là vì đất nước, vì nhân dân. Thương bà hay không thương, điều đó không quan trọng, vì việc bà làm là để bảo vệ đất nước thật vô lý khi người ta kéo cả ekip, cả truyền thông và YouTuber xuống đường. Những người tạo dựng hình ảnh ông Tuệ này lên, cơ quan pháp luật cần xử lý nghiêm minh. Nếu không có họ, làm sao có thể lôi kéo được đông người như vậy? Hiệu ứng đám đông rất rõ. Mấy ngàn người không tự dưng xuất hiện, phải có tổ chức đứng sau, thuê người, giật dây và có khi trả công cho công nhân đến 300.000 đồng để xuống đường. Bà đã thấy nhiều trường hợp như vậy rồi. Bà hỏi thẳng, ai là người đặt pháp danh cho Minh Tuệ? Ai làm chứng? 6 năm trôi qua trong mùa Covid, có ai từng thấy ông ta tu hành ở đâu? Tất cả dường như chỉ là ảo ảnh. Ngôn từ của ông ta thì thiếu trí tuệ, đời sống bê bối, không tắm rửa, không đánh răng. Vậy mà lại được phong là Phật sống, lại còn nói là lượm áo trong nghĩa địa để may y phục, mà nghĩa địa nào lại có giải mới tinh để may. Đây là cả một đạo mới, chính em của Minh Tuệ đã khẳng định điều đó, gọi là đạo nhân quả. Đạo này không được ai công nhận, chỉ gây thêm rối loạn tại Việt Nam. Vì không có tiền thì không thể hoạt động, họ lại đi rủ rê những người u mê, mở quyên góp từ thiện. Số tiền đó sau cùng lại được sử dụng cho các hoạt động riêng. Những người nhảy vào đu bám, đa phần là các bà sồn sồn, bỏ cả cha mẹ, ông bà ở nhà, con cháu thì lo lắng cho sức khỏe mà vẫn quỳ lạy, nhào vô. Nước suối và đồ ăn có phải mua bằng tiền không? Dĩ nhiên là phải mua. Vậy chẳng phải đó chính là sự đóng góp từ bá tánh sao? Thế mà người ta vẫn cứ ca tụng rằng thầy không nhận bất cứ gì. Đồ ăn, nước uống đều phải dùng tiền mua cả. Vậy mà cứ tung hô, ca ngợi như thể thầy hoàn toàn không nhận sự hỗ trợ. Thưa quý vị, đó là nội dung đầu tiên mà bà Phương Hằng nhắm đến trong vấn đề sao kê tiền từ thiện. Chương trình sẽ sớm cập nhật những diễn biến và nội dung tiếp theo để quý vị theo dõi.